À, tiếp đất rất là ấn tượng, và bên cạnh đó chính là sự cố gắng của Thế Vũ. Một tràng pháo tay dành cho Thế Vũ ạ. Và đây chính là Thế Vũ, một trong những anh chàng sinh viên mà chúng tôi vừa mới giới thiệu. Và Vũ không phải là theo chuyên ngành thể dục thể thao nha. Trường mà bạn đang theo đuổi mà sắp sửa lấy được bằng tốt nghiệp là trường nào ạ? Dạ, hiện em đang là sinh viên năm cuối, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Đó, trời ơi, ghê chưa? Nhưng đến với người hùng của những ngôi sao, điều đặc biệt mà giám khảo như khán giả mong muốn là những sự ấn tượng. Nãy giờ là ấn tượng ở cấp độ thứ mấy tôi chưa biết, nhưng liệu rằng còn tiết mục nào nữa hay không để nâng cao cái giá trị của bản thân mình? Dạ, chắc chắn rồi. Có nữa hả? Còn nữa hả? Còn. Ủa vậy chưa hết hả? Chưa. Ủa vậy anh bay lên hay sớm không? Ôi xin lỗi nha. Không sao, anh bay lên anh đây. Anh hết rồi. Không, em có thời gian nghỉ mệt, cảm ơn anh. Ồ vậy. Vậy giờ hết chưa? Hồi phục chưa? Rồi. Chàng trai ha. Em có rất nhiều cái tố chất để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp luôn á. Mình sao không theo đại học thể dục thể thao để mình có được nhiều thành tích luôn? Thì thật ra cái lúc đầu á, em cũng suy nghĩ như anh vậy. Em suy nghĩ là mình đã có tố chất sẵn và mình còn cái niềm đam mê nữa. Tại sao mình không như những cái lời khuyến cáo hiện nay là mình nên theo đuổi đam mê? Nhưng mà sau đó em chợt nhận ra rằng ba mẹ em đều hướng em là cần phải có thêm kiến thức. Mình vừa có thêm kiến thức, vừa có đầu óc và vừa có sức mạnh thể chất nữa thì mình có thể cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và xã hội trong đất nước này. Nên em đúc kết lại được một điều là đừng làm những gì mình thích, mà hãy thích những gì mình làm. Vì khi mình thích những gì mình làm thì trong tất cả những việc mình làm đều mang lại lợi ích cho cuộc sống này. Không giấu mọi người, thành tích của Thế Vũ rất ấn tượng. Đó chính là vô địch hết đất nghệ thuật Việt Nam 3 năm liên tiếp, từ năm 2016 cho đến năm 2018. Quán quân tài năng fitness sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất năm 2019. Và đại diện cho Việt Nam chúng ta dự thi cuộc thi Asia Got Talent mùa 3 năm 2019, rất ấn tượng. Wow, không phải là một sinh viên theo đuổi ngành thể thao, nhưng anh ấy rất đam mê và muốn chinh phục cái mục tiêu này. Và không biết sự chinh phục này có gây ấn tượng mạnh đối với bà giám khảo không ạ? Xin mời Vương Khang. Đầu tiên là mình xin chúc mừng tiết mục diễn của bạn ngày tối ngày hôm nay. Khang mong muốn cái tiết mục này nó chỉnh chu hơn nữa, về mặt đầu tư trên sân khấu, về mặt tạo cái phần cảm xúc hơn. Cảm giác riêng của Vương Khang thôi, cảm thấy nó hơi thiếu một chút xíu. Nên là hơi tiếc. Khang phải dơ ngôi sao màu đỏ. Cảm ơn Vương Khang. Còn với Thanh Hương ạ? Bộ môn chính mà em đang theo đuổi là bộ môn gì? Dạ, là bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật ạ. Nó giống như là mấy bạn mà hay trình diễn xiếc ấy. Em thấy tất cả những cái gì mà bạn ấy vừa làm là y chang như mấy bạn xiếc vẫn diễn. Cũng có cái sự ngạc nhiên là một cái người mà thân hình đồ sộ như bạn ấy đây mà bạn ấy có thể dẻo như vậy và bạn có thể giữ được thăng bằng như vậy cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà để suy nghĩ xem là phần tiếp theo là bạn ấy sẽ làm cái gì nó ấn tượng hơn ấy thì cũng là điều mà đáng để suy nghĩ. Em nghĩ rằng là em là một sinh viên và đam mê bộ môn này và em tự tập luyện không hề qua trường lớp bài bản như là những diễn viên xí khác cùng tập bộ môn này. Cho nên em muốn chứng minh được một điều rằng là tất cả những các bạn trẻ đều có thể theo đuổi đam mê của mình mà không có cần thiết là phải trải qua trường lớp. Cái việc tự học nó rất là quan trọng. Các bạn có thể làm bất cứ công việc gì cũng được, nhưng với cái niềm đam mê đó các bạn vẫn làm được và vẫn theo đuổi được, kiên trì tự mình đi lên được. Cuối cùng hôm nay em đến với lại chương trình này, mục đích của em là gì? Em muốn lan tỏa niềm đam mê của em hay là em muốn chiến thắng được đi tiếp? Em muốn lan tỏa niềm đam mê của em. Và em thành công rồi đó. Thì em nghĩ rất là nhiều người sẽ rất là thích tiết mục của em và mọi người sẽ bắt đầu yêu thể thao hơn và tập luyện thể thao nhiều hơn. Vì em nghĩ em là một người có kiến thức nè, em là một người bằng cấp nè, có trình độ nữa, đúng không? Thì cách lan tỏa và cách ảnh hưởng của em nó sẽ khác. Dừng lại không có nghĩa là kết thúc. Cái tinh thần mình lan tỏa mới là điều quan trọng. Nếu như lỡ mà không chọn em đi tiếp, không có nghĩa là còn anh không yêu thương em. Em hiểu không? Và anh tin là có nhiều cách khác để em chiến thắng. Chiến thắng chính bản thân mình thì em đã chiến thắng rất oanh liệt rồi, rất vẻ vang rồi. Em hiểu ý anh không? Cảm ơn em. Em trân trọng cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng xin nói luôn. Dạ. Nếu mà những cái thông điệp của em á thì chắc chắn là anh sẽ dơ ngôi sao màu xanh. Nhưng mà anh rất tiếc ngày hôm nay. Thật sự anh ngồi đây á, anh cũng
cũng không quan tâm tới những cái lý do nào ở bên ngoài, anh chỉ đang nhìn cái phần trình diễn của em thôi. Rõ ràng là em đạt rất nhiều giải thưởng và em tham gia rất nhiều chương trình lớn, và khi em tới tham gia chương trình này thì anh cũng mong muốn em mang được tới những cái điều hấp dẫn như vậy. Đó là điều anh rất tiếc, nhưng mà rất tiếc trong lòng anh luôn á. Hy vọng là sẽ còn được gặp em nhiều nữa. Đó là những điều thật lòng của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ xin mời quyết định của giám khảo. Màu xanh. Wow. Như vậy là Thế Vũ đã có hai màu xanh, một màu đỏ. Đồng nghĩa với việc thứ nhất, bạn vào danh sách chờ để chờ đón xem mình có phải là chủ nhân của một trong 10 tấm vé còn lại với sự bình chọn của giám khảo hay không. Bên cạnh đó vẫn còn cơ hội thứ hai, đó chính là liệu rằng video phần trình diễn vừa rồi của bạn có lọt vào top 5 những video có được nhiều lượt xem nhất đến từ kênh YouTube của chương trình hay không. Nếu như bạn được lọt vào top 5 video được xem nhiều nhất, đồng nghĩa với việc bạn được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, bạn sẽ lọt vào vòng bán kết của Người Hùng Của Những Ngôi Sao. Chúc cho Thế Vũ may mắn nha. Cảm ơn anh Hoài rất nhiều. Còn tôi tin chắc chắn là đằng sau anh ấy sẽ thể hiện được nhiều màu sắc đa dạng hơn nữa. Và bây giờ chúng ta đến với tiết mục tiếp theo thôi.